Xin chào các bạn. Trên tay mình đây là chiếc máy tính bảng Chewy Surfbook Mini, một phiên bản thu gọn của chiếc Surfbook đang được gây quỹ ở trên Indiegogo. Và cái Surfbook thì mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Thì đây là phiên bản thu gọn của nó, cấu hình kém hơn một chút. Ở đây là cho trên hộp này có in cái cấu hình của nó, màn hình 10.8, độ phân giải Full HD. Đấy, vẫn sử dụng chip Apollo Lake N3450, xung nhịp là 2.2, máy nó có mã là 4C 4T, RAM 4GB và bộ nhớ là 64GB. Đây là cái serial number. Giờ mình sẽ mở cái hộp máy này cho các bạn xem cái máy này nó có cái gì nhá. Đấy. Vâng. À đây, đây là chiếc Chewy Surfbook Mini. Máy rất là mỏng. Đấy. Cái Surfbook này thì thiết kế tương tự như là chiếc Microsoft Surface 3. Màn hình cũng giống hệt và kích thước màn hình giống hệt, tỷ lệ giống hệt và kiểu dáng cũng giống luôn. Đấy. Nó cũng có cái chân trống này. Khoảng mở của nó được 120 độ, 125 độ theo nhà sản xuất. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái thiết kế và so sánh nó luôn với chiếc Chewy Surfbook. Trong hộp máy thì có thêm cái sạc, đây là cái đầu cấp nguồn, và cục sạc này là cục sạc 12V 2A, dùng cổng Type-C để sạc. Ở phía dưới có thêm cái gói này để dùng tự sách hướng dẫn. Hiện tại thì mình mới chỉ có chiếc máy trên tay thôi chứ chưa có dốc, thì khi nào có dốc thì mình sẽ làm một cái video khác cho các bạn. Về cái thiết kế tổng thể thì nó cũng vẫn có cái thiết kế hình thang như là cái Surface hoặc Surface bản to mà mình đã giới thiệu. Thì khác với cái Surface thì nó có cái thêm những cái khe tản nhiệt ở đây, cái lỗ tản nhiệt. Mặc dù cái chip Apollo N3450 này tiết kiệm điện, không cần quạt, nhưng mà Chewy cũng làm những cái khe này có thể là để thoát nhiệt, mà có khả năng là cũng chỉ để làm cảnh thôi. Đây, hai cạnh hai bên. Cái điểm đầu tiên mà mình thích ở cái máy này chính là cái màn hình 10.1 10.8 inch, tỷ lệ 32, cầm rất là gọn gàng. Cái thứ nữa là cái màn hình và cái cảm ứng, cái tấm màn hình này, tấm cảm ứng và cái tấm kính đã được ép chặt thành một khối nên là nhìn rất là nổi. Các bạn có thể nhìn thấy, không thể không không nhìn thấy cái độ sâu của cái ảnh. Bình thường như một số cái máy tính bảng khác thì cái khoảng cách của tấm cảm ứng và cái màn hình ấy nó sẽ cách khoảng tầm 0,5 ni, thì cái này nó dính chặt vào nhau, chỉ cách một lớp keo thôi. Rất là xịn. Cầm rất là chắc chắn. Với cổng kết nối thì ở bên cạnh phải máy có cổng hai cổng USB full size 3.0. Là 3.0 nhưng mà lại không dùng màu xanh mà lại dùng màu trắng. Cổng USB Type-C. Cổng này là cổng 3.1 kiêm cả xuất hình ảnh. Cộng với lại sạc vào đây luôn, jack âm thanh 3.5. Ở bên cạnh trái không có gì. Khả năng là Chewy cho cái khe loa ở đây và ở đây nữa, khả năng là khe loa, mình nghĩ nó là loa chứ không phải là cái khe thoát nhiệt. Ở cạnh trên thì có nút tăng giảm âm lượng và phím nguồn. Cạnh dưới thì có chân cái đốc 5 chân và hai cái ngàm để gắn vào vi đốc. Ở mặt sau thì có cái khe cắm thẻ nhớ ở đây và cái số serial number in ở chỗ này. Cái chân trống này rất là thích vì nó có thể mở được một góc nghiêng 125 độ. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở cái thông tin của máy. Đây là toàn bộ thông tin. Máy sử dụng chip N3450 RAM 4GB. Thì cái này nó sẽ về cấu hình thì nó kém hơn cái Surfbook là 2 GB, vì còn cái Surfbook là dùng 6 GB.
Ở cái phiên bản mini này thì mạnh tương tự như là Surface, không giống như Surface, là Surface 3 và Surface Pro thì chơi nhau chip một trời một vực như Atom và Core M hoặc là Core i, thì gần này nó cùng chip, chỉ khác một tí RAM thôi. Giá thì rẻ hơn, chắc khả năng là rẻ hơn nhiều so với cái màn hình. Về màn hình của Surface thì là 1-2K. Theo chú Huy quảng cáo thì cái màn hình này là cái màn hình Magic Kerner. Mình không biết cái công nghệ Magic Kerner là cái công nghệ kiểu gì, nhưng mà chỉ có điều khi mà sử dụng cái tấm nền cảm ứng và màn hình sát kính ấy, thì khi ánh sáng phản chiếu vào sẽ đẩy ngược lên, chứ nó không phải giống như kiểu không qua một cái lớp lửa để mà nó tán xạ ánh sáng. Dùng nó sẽ thích hơn nhiều, nhìn ảnh nhìn nó sẽ nổi hơn. Cộng với cảm biến cảm giác sẽ là mình chấm ở đây nó sẽ thật hơn này. Giờ mình sẽ mở thử loa. Loa của nó khả năng là khá là lớn. Ở chiếc Surface Mini này thì nó cũng hỗ trợ bút, nhưng mà nó sử dụng bút là bút 2 pen H1, à, H2 chứ không phải là 2 pen H3 như là Surface bản lớn. Cái bút đây, cái bút 2 pen H2, chỉ cần bấm vào đây là sử dụng đấy. Chiếc máy này không hỗ trợ bút stylus, nó chỉ hỗ trợ bút kiểu như là mình cứ tí tay mình có thể dùng bình thường. Tuy nhiên thì nó không hỗ trợ nhận lực, nó một cái nhược điểm nhỏ nhỏ so với lại cái chiếc bút của Surface, bản Surface đây. Bút của Surface thì trông đẹp hơn, đẹp hơn nhiều, không có lăng trơn vào cạnh. Mình sẽ thử xem cái bút này có nhận không nhé. Cái tỷ lệ màn hình 32 thì dùng văn bản Word Office văn phòng rất là thích. Đấy, nhưng mà xem phim thì bị màn hình đen, nên cái bút này nó không nhận. Nhưng mà cái Surface thì lại nhận bình thường. Cái công nghệ cảm ứng của con này nó kém hơn một chút, nó không phải là dùng bút nhận lực, rất là tiếc. Về cái bộ nhớ 64GB thì khả năng thì hơi ít so với một chiếc máy tính bảng chạy chip N3450. Tuy nhiên thì mình có thể sử dụng thẻ nhớ để mà mở rộng cái khả năng lưu trữ của nó. Tuy nhiên thì nếu mà nó có thêm khe SSD M2 SATA ở bên trong để tháo máy ra để nâng cấp thì rất là thích. Đây mình sẽ mở chiếc Surface bản lớn ra cho các bạn so sánh những kích thước giữa hai máy. Cái đây là chiếc Surface. Máy to hơn rất là nhiều. Đặt hai bạn. Đây các bạn thì bạn nhìn thấy là cái Surface này nó không có cái khe tản nhiệt rồi, không có cái khe đây. Trong khi đó Surface Mini thì lại có kích thước hai máy khá là chênh lệch. Khoảng này là tầm khoảng hơn 2 phân và chiều dài khoảng 3 phân. Là mình sẽ để thử cái mà cái gàm đằng sau ạ, cái chân đằng sau ạ, khi mà các bạn gập nó vào thì không, rất là phải để ý một chút, là không là gập là mình sẽ bị kẹp tay vào đấy, mình vừa bị một phát xong rất là đau này. So sánh kích thước tổng gọn gàng hơn rất nhiều, mà cấu hình thì tương tự. Cái da mà chỉ
tốt khi mà mình dùng sử dụng nhiều tác vụ, nhưng mà với nhiều tác vụ thì cái chip N3450 này khả năng xử lý cũng kém, nên là ít người sử dụng đa nhiệm nhiều cái phần mềm, nên là 4 GB cũng là quá đủ rồi. Đúng rồi, là hai cái khe này là có cái loa ở đây phát ra đây, và cái này chỉ có một loa ở bên này thôi, bên này không phải là loa mà là cái trang trí. Mặc dù là máy khá mỏng chỉ 8,8 mm, nhưng mà Chuwi lại trang bị cho chiếc máy này một cái bộ cái cục pin 27W, có thông số là khoảng 8.000 mAh, 8.000, nhưng mà nó là hai cục pin 4.000 ghép lại, ghép nối tiếp để mà tạo thành một cái cục pin 7,4V để chạy cho cái máy chip N3450 này. Không giống như chiếc máy chip Atom thì có thể sử dụng một cục pin 3,7V để cấp nguồn cho main, thì cái chip N3450 nó cần nhiều điện hơn thì phải sử dụng hiệu điện thế là 7,4, nên nó ghép hai cục song song, nó tương đương với 8.000 của cái điện thoại hoặc là cái máy tính bảng chạy chip Atom ấy. Thì theo mình đánh giá thì nó cũng khả năng nó sử dụng được khoảng tầm 6 đến tầm 6 giờ. 6 giờ xem video online liên tiếp. Màn hình khá là sáng, mình sẽ bật sáng tối đa. Cái máy này vỏ nhôm, cầm rất là thích, nặng tầm khoảng nặng theo thông công bố là 776 gram. Tương tự như là kích, mặc dù nhỏ hơn nhưng mà lại nặng ngang bằng với lại Microsoft Surface đấy, Surface 3, Surface 4, nặng cũng 700. Khi bạn các bạn gập vào thì phải để cách tay ra, thì nhiều khi gập để tay đây là sẽ bị kẹp. Máy rất mỏng. Đây. Thao tác cảm ứng rất là mượt. Rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Với chiếc máy giá tầm khoảng xấp xỉ 7 triệu một chút, trên 7 triệu một chút, thì cái lựa chọn chiếc này là một lựa chọn rất là tốt, bởi vì là ưu điểm của nó là thiết kế vỏ nhôm nguyên khối. Máy rất là mỏng, màn hình đẹp, tỷ lệ tối ưu cho công tác văn phòng như là Word Office này, là các bạn nào làm văn phòng ấy thì rất là thích cái tỷ lệ 32 này, hoặc là tỷ lệ 43. Chơi cũng được và làm việc cũng ngon. Đấy. Máy rất là mỏng, cầm rất là nhẹ nhàng, và máy có hỗ trợ đốc bàn phím, máy tự có thể có sẵn chân trống để mình có thể là dựng lên xem phim rất là rảnh tay. Và cái thiết kế có chân trống này thì khi mà gắn với đốc thì vì nó có chân trống sẵn nên đốc nó nhẹ hơn rất nhiều, nên mà cả tổng thể cả máy cả 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 đốc sẽ chỉ tầm khoảng dưới 1 kg, khoảng 900. Đấy, rất là tốt. Không giống như là Chuy HI 10 Pro hoặc HI 10 Plus thì máy nhẹ nhưng mà đốc thì lại nặng hơn máy để mà giữ được, nên là nó sẽ nặng 1 cân 1, nặng hơn cả chiếc này kèm đốc. Với thiết kế có chân trống như này là rất là thích. Đấy. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình.